Mình thấy màu này thực sự rất rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Đánh lên tone da cực kỳ luôn. Và mình thấy cái màu này nó đậm. Thực sự nó rất là đậm luôn. Chỉ cần lướt một phát thôi là nó đã lên màu cực kỳ đỉnh rồi. 01 Cherry, theo như hãng có giới thiệu là màu đỏ gạch. 02 là màu cam chili. Đây cũng là một màu rất là đẹp. Thứ nhất là dù có ánh cam nhưng mà đánh lên không hề làm vàng răng. À, răng vẫn rất là trắng nha, và không làm cho da của mình bị xỉn. Cá nhân mình thấy màu này rất là nổi bật luôn. Và nếu như các bạn thích kiểu make up tông cam ấy, thì cái màu này đánh lên nó rất rất là đẹp. Và cái dòng son này mình nghĩ rằng nếu như để nói về son dưỡng có màu ấy, thì riêng cái dòng này mình vẫn khuyên rằng là mọi người đánh vào ban ngày, bởi vì nó gần như giống một cái cây son son màu luôn, chứ nó không giống một cái cây son dưỡng đâu mọi người ơi. Đây mình vẽ thử một đường cho mọi người thấy này. Đấy, cái độ lên màu của nó thực sự rất rất là tốt luôn nha mọi người ơi. Thậm chí dùng như một cây son đánh hàng ngày cũng được luôn. Nếu như xét về cảm nhận ở trên môi thì mình thấy rất là thoải mái và dễ chịu. Bên cạnh đó cái độ dưỡng của son này nó khá là vừa phải, mùi hương cũng rất là tự nhiên. Nếu như xét về chất son thì mình khá là thích cái chất son này. 05 là màu đỏ vang. Cá nhân mình thấy màu này thực sự rất rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Đánh lên tone da cực kỳ luôn. Và mình thấy cái màu này nó đậm. Thực sự nó rất là đậm luôn, chỉ cần lướt một phát thôi là nó đã lên màu cực kỳ đỉnh rồi. Cho nên là đối với những bạn nào mà thích những cây son dưỡng có màu và đánh lên cái màu nó rất rất là đậm thì mình nghĩ rằng là nên lựa chọn cái dòng son này. Cái độ bóng ấy thì mình thấy rằng là nó vừa phải thôi, nhưng mà cái độ lên màu của nó thực sự rất là đỉnh.